cũng đã nhận trách nhiệm trước cơ quan điều tra của cơ quan kiểm sát và bị cáo nhận trách nhiệm về đứng đầu đối với tập đoàn Phú Việt Nam và đối với dự án thủy điện tại hai cái bên. Và đến nay dự án không hề năm được các cán bộ của cơ quan điều tra của kiểm sát và hôm nay được vào và được xét xử tại Việt Nam thì bây giờ nhìn lại dự án đã đối cảnh ngày năm trước thì bị cáo đến và xin nhận do sự thích giác của chế độ do chỉ đạo bị cáo cũng vẫn là đóng môn luôn nóng quá quyết định dẫn đến là vi phạm các quy trình thủ tục và điều đó là bị cáo cũng nên chịu trách nhiệm.